lướt liền bật qua cái bờ cái la chữ lại nghe. Cuộc đời nó với cái quá biểu mới là có nốt đôi ha. Ngày muốn con làm chi cái nốt đôi cho nó nghe dễ lắm nhìn nè, là với mí, là mí, la mà mình hướng đến là la trưởng thì chị lướt ngang đó là si đô re mí dễ không? Mà là đô là mà là đô thăng. Ừ, đô thăng. Nếu mà miên hướng mà muốn sang đi chữ thì làm ta tự vô rồi thế nào, nếu mà rê thứ hai rê trưởng thì mình có mỗi lớp ba thân đúng không? Thì mình lướt ngang cuộc đời nó là nó vô được. Nè rê thứ nè, qua rê trưởng nè, có cái tay trái mình nhớ chụp lên nha, tay trái mình nhớ chụp lên pha thân qua trưởng. Bây giờ la thứ nè, đang hỏi la thứ nè, lê ngời ngời muốn con làm chi. Lướt ngang nó năm cái học âm đó là học âm gì thì lướt ngang nó với cái một nốt thăng mới của giọng mới, lướt liền bật lên là xong, đừng làm gì nữa chơi á, làm lang thang hoặc hát vua hát sai á. Rồi giờ suy nghĩ đi, chiều nay còn câu hỏi nào?